Thưa quý vị, vài năm vừa qua, sự trỗi dậy của mạng xã hội đã kéo theo nhiều hoạt động của người nổi tiếng được công chúng chú ý hơn. Bên cạnh những câu chuyện tích cực được lan tỏa thì cũng có không ít những sự vụ tiêu cực khiến dư luận quan tâm, thậm chí là hoang mang lo lắng và đi kèm thêm nhiều hệ lụy. Trước những thảo luận và đề xuất của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc siết chặt quản lý của nghệ sĩ, người nổi tiếng trên mạng xã hội, thì chương trình Góc nhìn ngày hôm nay của VTC1 sẽ có cuộc trò chuyện với khách mời là đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội. Xin cảm ơn chị Nga đã nhận lời tham gia chương trình Góc nhìn ngày hôm nay. Để bắt đầu câu chuyện thì có lẽ xin hỏi chị Nga một câu rất là nhỏ như thế này. Không biết chị có theo dõi một ai đó nổi tiếng ở trên mạng xã hội không ạ? Đối với mạng xã hội thì tôi vẫn theo dõi thường xuyên, không phải vì mình là fan hâm mộ, mà là vì làm một đại biểu của nhân dân, cho nên là cũng rất muốn là xem có những cái vấn đề gì đang diễn ra và có những cái vấn đề gì mà giới trẻ đang tập trung theo dõi, thì tôi vẫn thường xuyên là để ý đến mạng xã hội với cái vai trò là như thế. Vâng, vài năm qua thì sự trỗi dậy của mạng xã hội kéo theo nhiều hoạt động của người nổi tiếng được công chúng chú ý hơn. Không chỉ những câu chuyện tích cực mà bên cạnh đó thì có rất nhiều những sự vụ tiêu cực cũng khiến dư luận quan tâm, thậm chí là hoang mang lo lắng, như việc các nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật tràn lan trên mạng xã hội. Đã có những hình thức xử phạt, truyền thông vào cuộc, nhưng qua thời gian ngắn thì làn sóng này vẫn trở lại. Theo chị, vì sao lại có hiện tượng như vậy ạ? Có thể nói là theo dõi mạng xã hội thì chúng ta sẽ thấy là nó có rất nhiều thứ. Có một người đã ví von mạng xã hội như là một cái chợ. Trong đó thì có rất nhiều các mặt hàng. Có những mặt hàng chất lượng cao nhưng cũng có những mặt hàng chất lượng rất là thấp. Thì tôi theo dõi mạng xã hội thì tôi thấy là có thể nói là so với các nước trên thế giới thì giới trẻ Việt Nam rất là nhanh nhạy và tham gia mạng xã hội rất nhiều. Tuy nhiên với cái việc mà giới trẻ rất hăng hái tham gia vào mạng xã hội như thế thì nó cũng có hai mặt. Cái mặt tích cực là với những cái tiến bộ, với những cái tấm gương người tốt, việc tốt thì cũng được lan truyền và tạo hiệu ứng rất là tốt trong giới trẻ. Tuy nhiên có một cái mặt tiêu cực, đấy là nếu như có những cái vấn đề không đúng ở trên mạng xã hội mà giới trẻ tiếp cận rất nhanh nhạy, đặc biệt là đối với lại những người nổi tiếng mà có những cái phát ngôn hay những cái lùm xùm không đáng có ở trên mạng xã hội thì cái tác động đến giới trẻ cũng rất kinh khủng. Chính bởi vậy cho nên là trong cái quá trình tham gia Quốc hội, tôi cứ đọc báo cáo của chính phủ hàng năm, đặc biệt là cái báo cáo về tình hình an ninh trật tự chính trị, thì tôi cũng rất băn khoăn chăn trở, đấy là gì? Cái tình hình trẻ hóa tội phạm ngày càng nhiều. Nhiều khi là những em học sinh mới chỉ ở cấp 2, ở cái độ tuổi trung học cơ sở rồi trung học phổ thông thôi, nhưng mà vì dưới cái tác động rất là xấu của mạng xã hội, tác động tiêu cực của mạng xã hội thì các em đã có những cái hành động dại dột, bột phát, thậm chí là những cái hành động vi phạm pháp luật. Chính vì vậy cho nên là tôi thấy là mạng xã hội cũng thực sự như là một con dao hai lưỡi, và đặc biệt là những người nổi tiếng ở trên mạng xã hội khi mà có những cái phát ngôn không đúng mực, có những cái việc làm không chuẩn mực thì nó tác động xấu đến giới trẻ, và chúng ta cũng đã có những cái chế tài xử phạt, chúng ta đã có cái biện pháp xử lý. Tuy nhiên tôi theo dõi thì tôi thấy cái việc đấy nó không bớt đi được là bao, thậm chí nó còn có xu hướng ngày càng gia tăng. Và tôi cũng tự hỏi, vậy thì nguyên nhân vì đâu? Khi mà chúng ta có quy định, chúng ta có chế tài và chúng ta đã có xử phạt thì cái việc này nó vẫn cứ tiếp diễn, thậm chí là diễn ra ngày một nhiều. Thì qua giả soát thì chúng tôi thấy được rằng là thứ nhất, về phía chế tài của chúng ta chưa đủ mạnh, mặc dù chúng ta đã có, nhưng chưa đủ sức răn đe. Đặc biệt là các cái mức phạt bằng tiền thì tôi thấy là cái mức phạt vẫn còn quá nhẹ nhàng. Cái mối lợi mà tôi tạm gọi là những người nổi tiếng ấy, kiếm được từ mạng xã hội là quá nhiều. Bởi vì một lượng người theo dõi rất là khổng lồ, giới trẻ tham gia rất là nhiều, thì chỉ cần có được một cái sự việc gì đó mà gây tiếng tăm trên mạng xã hội, tôi chưa nói đến chuyện là tiếng đấy là tiếng tốt hay tiếng chưa tốt, nhưng mà có nhiều người tham gia thì cái việc đánh bóng tên tuổi là rất thành công rồi. Thứ hai nữa, đi đôi với cái việc đánh bóng tên tuổi đó thì người ta còn kiếm được tiền từ cái việc đánh bóng tên tuổi, từ nhiều người theo dõi trên mạng xã hội nhờ các cái hợp đồng quảng cáo. Như vậy là gì? Đối với lại những người nổi tiếng thì đằng nào người ta cũng có lợi. Thế thì cái chế tài xử phạt của chúng ta chưa đủ sức răn đe, cho nên là chưa bớt đi được cái việc này. Và còn một nguyên nhân thứ hai, khán giả, những người theo dõi, chúng ta đang quá dễ dãi. Dư luận nói chung đang quá dễ dãi. Và nếu muốn
khán giả, đặc biệt là giới trẻ không còn cái sự dễ dãi nữa, thì tôi thấy cái định hướng giáo dục về nhận thức, về văn hóa, về tư tưởng là rất quan trọng. Vâng, vừa rồi thì chúng ta có nhắc đến chế tài từ phía các cơ quan quản lý. Thì mới đây Bộ Thông tin Truyền thông cũng đã đưa ra những cái thông báo về việc sẽ bổ sung thêm chế tài. Và bên cạnh đó thì Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đưa ra thông tin là sẽ có một cái dự thảo luật liên quan đến luật quảng cáo và áp dụng cho giới văn nghệ sĩ. Thì trước khi chúng ta tiếp tục câu chuyện, tôi xin phép mời chị Nga cũng như là quý vị khán giả sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngay sau đây. Chỉ cần uống sữa mà công dụng như thuốc chữa bệnh, mua 3 tặng 1, mua 5 tặng 3. Chỉ mở điện thoại, người dùng đều có thể gặp các quảng cáo sản phẩm từ mỹ phẩm, vật phẩm phong thủy đến các thực phẩm chức năng. Điều đáng nói là trong nhiều quảng cáo này đều có sự hiện diện của các nghệ sĩ KOL, KOC nổi tiếng. Những người theo dõi thường dễ tin tưởng và mua sắm theo sự gợi ý của họ. Nếu mà đó là KOL, KOC mà có tiếng ở trong ngành, có nhiều năm kinh nghiệm ở trong cái lĩnh vực đó thì mình có tin tưởng và mình có lắng nghe. KOL càng nổi tiếng thì mình càng tin tưởng, và review càng chính xác thì mình càng tin tưởng nhiều hơn và mình sẽ mua hàng nhiều hơn nữa. Không chỉ quảng cáo, không ít nghệ sĩ người nổi tiếng vi phạm phát ngôn trên mạng xã hội. Vụ việc của ca sĩ này là một ví dụ. Có giấy mời, 2 ngày nữa được mời lên, khả năng cao là bị khóa kênh hết. Đó là lời nói thản nhiên của chính ca sĩ này trên sóng livestream sau khi nhận thư yêu cầu lên làm việc của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh. Sau các phát ngôn gây xôn xao dư luận, cô ca sĩ đã bị xử phạt 37,5 triệu đồng theo quy định tại Nghị định 15/2020 của Chính phủ. Trước Nam Em, nhiều nghệ sĩ khác cũng đã gây xôn xao khi văng tục trên sóng livestream, đăng các bài viết bình luận công kích người nổi tiếng. Vụ việc người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật và miệng trên không gian mạng được Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử trả lời tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 3 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Theo cục này, mức xử phạt các vụ vạ miệng trên mạng này hiện chỉ có đủ sức răn đe với một bộ phận lớn người dân, nhưng không thấm tháp gì với trường hợp các nghệ sĩ KOLs, những người có thể kiếm rất nhiều tiền từ mạng xã hội. Ví dụ như có những nghệ sĩ họ nhận những cái hợp đồng quảng cáo lên hàng tỷ thì họ chấp nhận mới một cái mức xử phạt kể cả 100 triệu cũng đối với họ cũng chưa đủ sức răn đe. Hoặc là mới nhất mà chúng ta cũng đã từng được biết như cái vụ án của bà Phương Hằng chẳng hạn, thì mức xử phạt hành chính như vậy thì cũng không đủ sức răn đe, và có thể cao hơn nữa cũng không đủ sức răn đe, vì lúc đấy thì cái suy nghĩ, cái nhận thức của những cái người bị xử phạt thì họ lại lệch qua một cái chiều hướng khác. Để khắc phục tình trạng này, hiện nay Bộ Thông tin và Truyền thông đang trình Chính phủ nghị định thay thế Nghị định 72, trong đó có các quy định về hoạt động phát ngôn trên không gian mạng. Và dự kiến theo lịch trình của Chính phủ là trong giữa năm 2024, thì lúc đó Bộ lại sẽ tham mưu cho Chính phủ ban hành các cái nghị định xử phạt vi phạm hành chính với những cái quy định mới này. Và chắc chắn là Bộ sẽ tham mưu cho tăng cái mức phạt tiền cũng như là những cái hình phạt bổ sung đối với những cái hành vi vi phạm ở trên không gian mạng để tăng cái sức răn đe lên. Trong Nghị định 72 tới đây sẽ có quy định xác định người dùng bằng điện thoại trên mạng xã hội. Biện pháp này được cho là sẽ khiến người dùng mạng xã hội có trách nhiệm hơn đối với mỗi phát ngôn, bài đăng của mình. Trở lại với câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay, trước đây thì những cái chế tài xử phạt dành cho người nổi tiếng thường đến từ Bộ Thông tin và Truyền thông. Theo chị, vì sao bây giờ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch lại lên tiếng ạ? Tôi thấy là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vào cuộc là vô cùng đúng đắn. Bởi vì có nguyên nhân là những người nổi tiếng phần đông là các văn nghệ sĩ. Mà các văn nghệ sĩ thì lại thuộc quyền quản lý của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Cho nên Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cần phối hợp một cách chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông. Bộ Thông tin và Truyền thông thì đưa ra các cái chế tài xử phạt thì ở cái mức độ là quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin truyền thông. Thế còn đối với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thì tôi thấy là đây là cái bộ chủ quản về con người, về nghề nghiệp của các văn nghệ sĩ, của những người nổi tiếng có ảnh hưởng nhất định đối với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Vậy thì rất là cần sự vào cuộc của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Bởi vì liên quan đến cái điều kiện tiêu chuẩn hành nghề thì là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chứ không phải là Bộ
thông tin truyền thông đối với lại các văn nghệ sĩ. Chính bởi vậy cho nên với sự vào cuộc của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thì thứ nhất là sâu sát hơn, và thứ hai nữa là tôi nghĩ rằng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ đưa ra được những cái hình thức nó thực sự là phù hợp, sát thực hơn đối với lại đội ngũ văn nghệ sĩ, để làm sao những cái người mà có ảnh hưởng rất lớn đến công chúng, đến giới trẻ này phải thận trọng hơn trong tất cả những cái lần mà xuất hiện trên mạng xã hội nói riêng, cũng như là xuất hiện trước công chúng nói chung. Vâng, vừa rồi thì chị Nga cũng có nhắc đến luật quảng cáo, và tôi được biết rằng là hiện nay thì về luật quảng cáo thì chưa có một chế tài ràng buộc đối với người truyền tải sản phẩm quảng cáo trong trường hợp nội dung quảng cáo là không đúng sự thật, mà mới chỉ có những cái chế tài dành cho các cái đơn vị sản xuất thôi. Chúng ta có nhắc đến cái việc là người nổi tiếng, những người quảng cáo phải chịu trách nhiệm. Vậy thì trước hết, với một mặt hàng khi mà được đưa ra thị trường thì chắc chắn đã có sự kiểm định của các cơ quan quản lý. Vậy thì liệu rằng cái việc yêu cầu những người nổi tiếng, hay là chỉ đơn giản là những người mà tham gia quảng cáo sản phẩm phải có trách nhiệm với cái việc quảng bá sản phẩm này là có đúng hay không, hay là có một cái sự chồng lấn nào về quản lý hay không? Thực ra có những cái sản phẩm phải được kiểm định trước khi đưa ra thị trường, nhưng cũng vẫn theo quy định của pháp luật. Có những sản phẩm thì không cần phải kiểm định mà chỉ là đăng ký công bố chất lượng. Có nghĩa là người sản xuất sẽ tự đăng ký công bố chất lượng là sản phẩm của tôi có chất lượng như thế nào, gồm có những cái thành phần gì và tác động tới sức khỏe ra làm sao. Và khi tự đăng ký, tự công bố như thế thì cái trách nhiệm thuộc về hậu kiểm, có nghĩa là trong quá trình mà sản xuất và kinh doanh cái mặt hàng đấy, nếu như cơ quan chức năng và người tiêu dùng phát hiện ra có sự vi phạm và có sự gian dối không đúng với công bố thì sẽ bị xử phạt theo các chế tài. Thế thì đối với người quảng bá các sản phẩm, theo tôi chúng ta vẫn nên quy định trách nhiệm. Bởi vì nếu chúng ta không quy định trách nhiệm thì sẽ dẫn đến cái tình trạng như đã từng xảy ra. Người quảng cáo người ta không cần tìm hiểu về sản phẩm, không cần biết sản phẩm ấy nó có chất lượng như thế nào, và đã vội vàng quảng cáo và thổi phồng lên các cái tác dụng của nó, thì thiệt hại sẽ thuộc về người tiêu dùng, thuộc về cả một cộng đồng. Thế thì khi chúng ta yêu cầu là cái người đứng ra quảng bá cho cái sản phẩm phải có trách nhiệm tìm hiểu về cái sản phẩm đó và phải chịu trách nhiệm về cái sự thật mà mình quảng cáo ấy, thì tôi nghĩ rằng người ta sẽ thận trọng hơn rất là nhiều. Thứ nhất là phải để tâm tìm hiểu sản phẩm thực sự, thậm chí phải có trải nghiệm thực sự. Bởi vì có những cái sản phẩm không khó khăn gì mà chúng ta không trải nghiệm được, thì phải có trải nghiệm và phải có sự tìm hiểu. Tìm hiểu ở đây thì cũng rất đơn giản thôi. Tôi thấy thứ nhất là cái tính hợp pháp của cái đơn vị sản xuất ra sản phẩm, tính hợp pháp của sản phẩm, đặc biệt là những cái sản phẩm có tác động trực tiếp tới sức khỏe của con người, thì để công bố được ra thị trường thì nó cũng có rất là nhiều những cái yêu cầu nghiêm ngặt. Thế thì tôi thấy là chỉ cần yêu cầu cái đơn vị đấy là có giấy phép không, có đăng ký chất lượng hay không, có công bố chất lượng hay không, thì tất cả những cái đấy tôi nghĩ rằng nó không mất nhiều thời gian công sức nhưng lại mang lại cái hiệu quả rất là lớn. Chính vì vậy cho nên là cái việc mà chúng ta quy định trách nhiệm của cái người quảng cáo sản phẩm, tôi tạm gọi là người trung gian để đưa sản phẩm đến với lại đông đảo người tiêu dùng ấy, là rất quan trọng. Vâng, ở trong cái dự thảo luật của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng có một cái nội dung, đó là bổ sung quy định đối với tài khoản mạng xã hội trên nền tảng xuyên biên giới có số lượng người theo dõi đăng ký từ 500.000 người trở lên. Theo chị là con số này đưa ra đã hợp lý hay chưa, và còn cần thêm những cái quy định như thế nào nữa? Tôi thấy là cái việc mà chúng ta đưa ra cái con số là 500.000 người theo dõi trở lên thì cũng khá là hợp lý rồi, bởi vì trước khi đưa ra con số này chắc chắn là Bộ cũng đã có một cái sự rà soát. Với 500.000 người theo dõi tối thiểu, nghĩa là cái ảnh hưởng của một cá nhân nào đó đối với công chúng là đáng kể. Thế thì với những cái nền tảng như vậy thì chúng ta cũng nên đưa vào cái diện quản lý. Bởi vì nếu không, chúng ta không quản lý thì khi mà có cái ảnh hưởng tiêu cực đến công chúng thì chúng ta thấy là cũng rất khó có thể đong đếm được những cái thiệt hại. Thậm chí là có những cái thiệt hại không phải là chúng ta đong đếm được bằng tiền và cũng không thể diễn ra trong ngày 1, ngày 2. Qua theo dõi thì tôi thấy chúng ta cũng vẫn còn đang khá thoải mái
với lại các cái tài khoản xã hội và tầng lớp công chúng đang khá dễ tính. Nhưng tôi nghĩ bây giờ là cái lúc mà rất cần thiết chúng ta phải siết chặt lại, bởi vì chúng ta nhìn thấy là những hệ lụy nó quá rõ ràng rồi. Cho nên nếu như mà chúng ta mà không quản lý được một cách chặt chẽ hơn nữa thì trong cái kỷ nguyên số bùng nổ như thế này thì nó sẽ có rất nhiều các cái tác hại. Khái niệm người nổi tiếng hiện giờ đã rộng hơn khái niệm của nghệ sĩ trước đây rất nhiều. Những người nổi tiếng cần nhận thức trách nhiệm của mình với công chúng như thế nào, thưa chị? Trước đây thì chúng ta thấy là người nổi tiếng, thứ nhất là trong mỗi một lĩnh vực thì đều có những người nổi tiếng khác nhau, nhưng ở trong xã hội nói chung, người ta nói đến người nổi tiếng là hầu hết là chỉ những người mà có ảnh hưởng tích cực đến công chúng. Thế và được đông đảo công chúng biết đến. Thế thì đông đảo công chúng biết đến thì trước khi cái kỷ nguyên số bùng nổ thì chúng ta thấy là chủ yếu là các văn nghệ sĩ đã có bề dày thành tựu, biểu diễn rất nhiều và được khán giả quen mặt biết tên. Thế nhưng mà khi kỷ nguyên số bùng nổ thì chúng ta thấy cái khái niệm người nổi tiếng nó cũng có sự thay đổi. Bên cạnh những văn nghệ sĩ đã thành danh, được đông đảo công chúng thừa nhận thì còn có rất là nhiều các cái lĩnh vực khác, thậm chí là có những người không liên quan gì mấy đến lĩnh vực nghệ thuật nhưng mà được đông đảo giới trẻ biết đến thì cũng là người nổi tiếng. Nghĩa là cái khái niệm người nổi tiếng nó rộng hơn rất nhiều. Tuy nhiên có một điều không thay đổi, đấy là tác động của những người nổi tiếng đến công chúng. Rõ ràng khi được công chúng biết đến và thậm chí họ trở thành thần tượng của một bộ phận nhất định công chúng thì bất kể những cái hành vi, lối sống, phát ngôn của những người nổi tiếng này đều có những tác động nhất định đến công chúng, đặc biệt là đến giới trẻ, những người mà vốn coi thần tượng như là lẽ sống của đời mình. Cho nên mảng thứ nhất là chúng ta vẫn thấy những người nổi tiếng thường xuất hiện ở trên các nền tảng mạng xã hội để quảng cáo cho một cái sản phẩm nào đó. Sản phẩm đấy có thể do họ trực tiếp kinh doanh và sản xuất. Thứ hai là sản phẩm đó có thể họ không trực tiếp sản xuất kinh doanh nhưng họ được thuê để quảng bá sản phẩm. Tạm gọi là quảng cáo đấy. Như một người tiêu dùng đã trải nghiệm và nói lên cái trải nghiệm của mình. Thì đấy là cái quảng cáo để cho công chúng, những người mà hâm mộ mình, những người theo dõi mình, người ta xem và người ta tin, sau đó thì người ta sẽ sử dụng sản phẩm như mình. Thứ hai nữa là về lĩnh vực đời sống, quan điểm sống, những cái phát ngôn, thậm chí là lối sống, hành vi của những người nổi tiếng cũng có ảnh hưởng rất lớn đến công chúng. Tôi lấy ví dụ, một cái sở thích nào đó của thần tượng có tác động đến giới trẻ không? Có tác động. Một cái quan điểm sống, một cái phát ngôn, tại sao lại tạo thành một cái trend trên mạng xã hội? Bởi vì là họ có tác động đến công chúng. Vậy thì cả hai cái lĩnh vực này chúng ta cũng cần phải xem xét. Thế thì cũng có những người e ngại rằng bây giờ mà siết chặt cái việc quản lý văn nghệ sĩ nói riêng và người nổi tiếng nói chung ở trên mạng xã hội, ngay cả cái việc là phát ngôn phải chuẩn mực này, hay là quảng bá các cái sản phẩm thì phải trung thực, đúng với tính năng của sản phẩm và đúng với cái trải nghiệm của mình, không được quảng bá sai sự thật, thì liệu có làm ảnh hưởng đến cái sức sáng tạo của văn nghệ sĩ hay không? Thì tôi có thể nói ngay là không ảnh hưởng. Thứ nhất, luật quảng cáo của chúng ta đã quy định rất là rõ rồi, chúng ta quảng cáo là phải trung thực. Thế thì cái luật quảng cáo này là áp dụng cho tất cả mọi công dân Việt Nam. Vậy thì những người nổi tiếng có phải là công dân Việt Nam không? Họ là công dân Việt Nam. Họ phải có trách nhiệm thực hiện đầy đủ những quy định của pháp luật Việt Nam. Và hơn thế nữa, họ là những công dân nổi tiếng. Vì vậy họ càng phải có trách nhiệm đối với cộng đồng. Chính vì vậy cho nên là cái chuyện quảng cáo sai sự thật, quảng cáo mà không biết rõ về tác dụng của sản phẩm thì rất dễ dẫn đến tình trạng mang lại cái hệ lụy cho cộng đồng. Mà có những cái hệ lụy thì chúng ta thấy rất khó có thể tính toán được cái thiệt hại. Nghĩa là cái thiệt hại nó mang lại quá lớn. Tôi lấy ví dụ bây giờ với thực phẩm chức năng hay là với thuốc mà quảng cáo sai sự thật thì cái hệ lụy chúng ta phải trả giá đó là sức khỏe của cả một dân tộc. Thứ hai nữa, nếu như những cái mặt hàng mà tôi thấy là người nổi tiếng hay quảng cáo nhất, đấy là mỹ phẩm. Nếu như quảng cáo sai sự thật, nếu như quảng cáo kém chất lượng thì cái hệ lụy mang lại nó không chỉ là tàn phá nhan sắc, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, mà điều quan trọng nhất với những quảng cáo sai sự thật đấy, nó làm xói mòn niềm tin của con người. Nghĩa là người ta còn không biết tin vào đâu nữa,
khi mà những cái người nổi tiếng, những cái người mà mình theo dõi, mình tung hô, mình yêu quý mà lại ứng xử với cái cộng đồng yêu quý mình bằng cái cách dối trá như thế để kiếm tiền, và nó sẽ hình thành lên cái tâm lý và nhân cách của giới trẻ khi mà người ta theo đuổi cái hình tượng của thần tượng mình, đấy là nói dối. Tôi nghĩ là cái hệ lụy sâu xa này là chưa nhiều người nghĩ đến. Và thứ ba nữa, đã là văn nghệ sĩ, đã là người nổi tiếng, khi người ta sáng tạo nghệ thuật là người ta phải biết tôn trọng công chúng và hướng đến chân thiện mỹ, bao giờ cũng hướng đến cái đẹp và đấu tranh vì một cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Chính bởi vậy cho nên là những cái phát ngôn hay những cái lối sống, những cái hành vi lệch chuẩn chắc chắn là nó rất xa lạ với những văn nghệ sĩ chân chính. Cho nên tôi nghĩ rằng khi chúng ta siết chặt như thế này, không phải là để vùi dập cái sức sáng tạo của văn nghệ sĩ đâu, mà để làm trong sạch cái môi trường mạng, để làm thế nào những người có ảnh hưởng đến công chúng, người ta biết chừng mực hơn, người ta biết nhìn lại mình và có những cái ứng xử nó đúng đắn hơn. Thì như thế tôi nghĩ rằng cái tác động của nó sẽ rất là tốt đối với lại cả một cộng đồng, cũng như là đối với giới trẻ nói riêng. Chúng ta đã nói nhiều đến trách nhiệm của cơ quan quản lý này, trách nhiệm của những người trong cuộc, những nghệ sĩ. Vậy thì còn phía công chúng, họ sẽ phải có trách nhiệm như thế nào khi tiếp nhận những thông tin ở trên mạng xã hội ạ? Như tôi vừa nói này, công chúng của mạng xã hội có những lúc khá là dễ dãi. Thậm chí tôi còn có thể nói thêm là có những trường hợp tôi thấy dễ dãi cộng với nông nổi nữa. Là những cái tin xấu độc, những cái tin ngược chiều, tôi tạm gọi những tin ngược chiều, những tin tiêu cực thì nó có tốc độ lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Và thứ hai, người dùng mạng xã hội của chúng ta dường như là không biết thận trọng là gì. Tôi thấy những trường hợp vi phạm mà bị cơ quan chức năng gọi lên thì hầu hết là đều trả lời là không biết những cái quy định đó. Nghĩa là chúng ta dùng mạng xã hội thoải mái nhưng chúng ta không hề màng đến là có những quy định gì xung quanh, quyền và nghĩa vụ của người dùng như thế nào. Mà bây giờ chúng ta chỉ cần bỏ ra một khoản tiền mua được một thiết bị di động thông minh là chúng ta thoải mái tạo tài khoản và truy cập. Thế và cái cước phí của Việt Nam thì cũng khá là rẻ so với lại thu nhập của phần đông dân chúng. Chính vì vậy cho nên cái việc sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam là rất phổ biến, từ thành thị cho tới nông thôn, tất cả các tầng lớp và tất cả các lứa tuổi. Nhưng mọi người chỉ biết là tạo tài khoản mạng xã hội và tham gia cho nó vui. Không ai, không mấy người quan tâm cái mặt trái của nó là gì, những quy định ra làm sao. Chính vì vậy cho nên nhiều khi người ta hồn nhiên vi phạm những thông tin không cần được kiểm chứng, càng giật gân càng tốt. Thấy ông A, ông B, ông C thông tin, thế là mình về mình cũng thông tin. Thậm chí có những trường hợp còn tự bịa ra thông tin để cho có nhiều người theo dõi. Thì đấy là cái việc vi phạm một cách hồn nhiên. Thế còn những cái trường hợp mà tôi thấy là công chúng khá dễ dãi là sao? Những người được gọi là người nổi tiếng ở trên mạng xã hội nhưng có những cái phát ngôn không chuẩn mực, ví dụ như là chửi bới, nói xấu người này người kia, tổ chức các cuộc livestream thâu đêm suốt sáng nhưng khán giả theo dõi rất đông và bình luận rất nhiều, thậm chí là rất tục tĩu. Thế thì tôi thấy rằng cái đấy là một phần lỗi thuộc về những người sử dụng mạng xã hội. Mà tôi cảm thấy hơi đáng buồn là phần lớn trong số đó là giới trẻ. Vậy thì chúng ta đang ở trong kỷ nguyên số, chúng ta tiếp cận với các điều kiện phương tiện kỹ thuật số rất dễ dàng, nhưng chúng ta lại chưa chuẩn bị một tâm thế làm công dân số. Không phải chúng ta cứ có những cái điều kiện hạ tầng là chúng ta thành công dân số đâu, mà điều quan trọng là cái tâm thế của chúng ta, cái hiểu biết của chúng ta để làm như thế nào mình trở thành một công dân số. Thì cái đấy là cái mà tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải quan tâm để giáo dục giới trẻ. Còn hiện nay tôi thấy cái phần đấy nó vẫn còn hơi trống, hơi bỏ ngỏ. Ngay cả cái việc sử dụng mạng xã hội ấy, phần lớn ở Việt Nam sử dụng để giải trí, mà có những cái giải trí lành mạnh, có những cái giải trí không lành mạnh. Nhưng mục tiêu ra đời của cái kỹ thuật số không phải là chỉ để cho con người giải trí. Chúng ta chưa biết tận dụng nó một cách hữu hiệu nhất cho công việc, cho phát triển bản thân và cho học tập.
Cái đấy là cái vô cùng quan trọng. Tôi thì không vơ đũ cả nắm, nhưng tôi thấy cũng có rất nhiều bạn trẻ nhờ vào công nghệ số các bạn đã thành công rất xuất sắc trong rất nhiều lĩnh vực, ngay kể cả cái lĩnh vực marketing bán hàng, trong cái lĩnh vực học tập, trong cái lĩnh vực giao lưu. Nhưng cái số đó vẫn còn quá ít ỏi. Còn phần đông mọi người vẫn coi mạng xã hội chỉ là thứ để giải trí thôi, mà nó rất mất thời gian, thậm chí lại còn vô bổ nữa. Cho nên tôi rất muốn là các cấp các ngành và đoàn thanh niên là chủ chốt, làm như thế nào để chúng ta có được cái sự giáo dục tốt hơn nữa đối với lại thế hệ trẻ, để các em có đủ tâm thế, đủ trí tuệ để trở thành công dân số một cách sáng suốt. Xin cảm ơn đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga đã đưa ra rất nhiều ý kiến đóng góp có giá trị cho sự trong sạch của mạng xã hội, chúng ta có thể tạm nói là như vậy. Và xin mời chị cũng như quý vị khán giả, trước khi chia tay về góc nhìn, sẽ cùng xem một phóng sự của chúng tôi ngay sau đây. Vừa qua tại Hà Nội, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức trao giải thưởng sân khấu năm 2023. Khác với năm 2022, như một chiếc lò xo được nén chặt sau 3 năm Covid, sân khấu Việt Nam có sự tăng tốc, bứt phá mạnh mẽ cả về lượng và chất. Thì đến năm 2023, đời sống sân khấu lại trở về ảm đạm. Năm nay, giải thưởng sân khấu của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam không có giải A cho cả vở diễn và kịch bản văn học, hai giải thưởng quan trọng nhất. Hội đồng nghệ thuật đã phải gạn đục khơi trong để lựa chọn ra một số giải B. Dù gặp nhiều thách thức trong hoạt động nghệ thuật, lại thêm những đề xuất về việc kiểm soát chặt chẽ phát ngôn, hành xử của các nghệ sĩ, nhưng hầu hết, các nghệ sĩ gạo cội đều đồng tình và hy vọng đó cũng là cách gạn đục khơi trong để có được lớp nghệ sĩ vừa có tài vừa có đức. Thật ra là đây, cái đề xuất này là hết sức là cần thiết, bởi vì là trong cái thế giới mà công nghệ rồi là các cái trang mạng là cũng tràn ngập rất là nhiều, và người ta được tự do hoạt động và tự do phát ngôn trên những cái không gian mạng như vậy, thì cái điều mà để quản lý ở các đơn vị nghệ thuật thì dễ, nhưng mà trên không gian mạng là rất là khó. Chúng tôi cũng ủng hộ những cái việc đó, và bản thân của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cũng luôn luôn hướng những cái điều chân thiện mỹ, đặc biệt là cho các nghệ sĩ trẻ. Là văn hóa là soi đường cho quốc dân đi. Chính vì vậy chúng ta nói, nhất là nghệ sĩ, nói bao nhiêu, nói câu gì đều phải không được lợi dụng. Mình là nghệ sĩ, mình tuyên truyền bằng tác phẩm và mình tuyên truyền bằng cách nói, lời nói của mình. Cái việc mà bây giờ mới siết chặt đấy là một cái việc cũng là hơi muộn rồi. Bởi vì nhưng mà muộn còn hơn là không có. Và tôi mong rằng cái việc đấy sẽ được làm triệt để. Bởi vì thực tế thì khi tất cả các nghệ sĩ vào nghề thì chúng ta là hình ảnh của công chúng nhìn vào, và chúng ta có thể nói là định hướng đấy, định hướng lối sống cũng như là định hướng những cái nghệ thuật cho khán giả. Thì các nghệ sĩ phải hiểu cái vai trò của mình để làm sao mà chúng ta giữ được cái hình ảnh. Thì ở đây điều quan trọng nhất mà chúng ta phải nghĩ tới, tức là cái phẩm chất của một cái người nghệ sĩ. Người nghệ sĩ là ai? Người nghệ sĩ thứ nhất phải là người công dân. Anh phải là người công dân tốt. Anh phải là người có một cái nhận thức về xã hội, về chính trị, về lịch sử dân tộc, về ngày hôm nay anh sống. Và những người công dân đó thì sẽ là nền tảng cho sự thăng hoa, sự phát triển về nghệ thuật. Khi nhận thức chưa đúng ấy, anh chỉ nghĩ anh chỉ là một cái người như là đi hát cho nó vui, hay là anh chỉ là làm mấy cái ảo thuật cho mọi người xem cho nó giải trí, thì lúc đó thì chúng ta chưa nói được đấy là những nghệ sĩ.